Pì Nọng Thương Điếp, kỳ pì đã quá phong trào cựu chiến binh gương mẫu, hết kiên sảm số huyện Văn Lạng, đã la sức thành khảm quá khó khăn. Tính thành hết trầu của ký cựu chiến binh Hứa Văn Định, rú bản Khun Rọc, xã Bắc Việt, la bỏng cương hết kiên sảm nâng bên ý. Pì Song Xiên, Lình Song Bạc Hứa Văn Định, bây bộ đội, Pì Song Xiên Đình Hà đầy mạt lườn, hăn cha lườn chăn tài họ. Mí đo kinh nhằng rau hí hư lục bây son lư. Bạc trắng nằm, lèo tháp xa tàng hét kinh on tình tờ sống. Quá sam son ký cha lườn hét kinh đây rú tỷ phương. Bạc Hứa Văn Định đã tòa bàn sáu cha lườn, dìm hạ xếp triệu mân tướng ngân hàng chính sách xã hội huyện, khe sự. Co mại sùng ke, mại bạch đàn và lai co kinh mắc đai mà chay, cáp sáu trượng tu cúa. Tôi đi lính năm 92 về, tôi xuất ngũ về và tôi... Lầu Pây Lính, Pi Thong Xiên, Lình Thong, Lầu Đạ, Mà Thường, Trượng Mu, Trượng Cái, Pi Thong Xiên, Tiếp Hạ, Trượng Bẻ, Chay Đẻ, Hà Bác, Com Hắc Cam, Pi Nảy, Lầu Dự, Kỷ, Tua Mu, Mè, Mà Trượng, Thay Tài Trung, Tru Nhập, Hứ, Cha Thường, An Pi, Cha Thường, Tru Đẩy, Lần Bác, Triệu Minh, Mì Chèn, Chi Dùng, Hứ, Cha Thường, và Hứ, Thong Cần Lục, Pây Thon Tư. Trong gia đình, xong lại cho hai đứa con đi học. Cái này lườn bạc, mì sợ hà bác có mắc cam, chất liếp có mắc ngâm vành khuyên, song xiên có mảy bạch đàn, chất xiên có mảy sùng ke. Trang này, phấn nâng có mảy sùng ke đã để ao sang mảy và khai mảy. Tông khi, bạc nhằng trượng thêm hà liếp tua bẻ, ăn pi lườn bạc lưu đầy tứ bé liếp thân bác triệu mân. Mỹ tam đo kinh, trái nhằng mì chèn hết đầy lườn làng sung khoáng, bắn táng, lục mì chèn son lư đầy đén. Trong các cuộc giao lưu, trong học hỏi về làm ăn kinh tế thì anh định luôn luôn trang ký ban sao lưu sam thon cách hết kinh bạc định sương thì thon tài hử bong lầu này cũng là hội viên hết kinh tây trang cựu chiến binh xã Bắc Việt trong cựu chiến binh xã Bắc Việt Mỹ tan tài tạm trang hết kinh bạc định nhằng tài khó sáu cái công việc của hội cựu chiến binh lồng phim rộng thiệt cần dân hết đây tàng lò của đảng chính sách pháp luật của nhà nước tấn thành tối mớ phần con nam trai thu cố trưởng tàng có thời rộng văn hóa ngòi trướng ổn yên bàn còn đồng chí Hứa Văn Định đã làm tốt những cái đồng chí Hứa Văn Định đã hết đây việc đẩy pan đồng chí đã dừng trung vai trò của lầu qua ký ban tuyên truyền hoạt động của chi hội đồng chí đã lồng thêm khai quảng hết kinh trang lai pin hỷ đồng chí đã đạt lai thành tích mở khai quảng hết kinh chứng chấp kha bản mẫn năm nay thì đồng chí đã đạt được nhiều thành tích về phát triển kinh tế gia đình sáu công khèn tẩy khó hết kinh cựu chiến binh Hứa Văn Định làm bóng cương sùng nâng trang hết kinh hất trầu rú tỷ phương đại bằng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn lai bày đại huyện biểu dương khen thưởng là cựu chiến binh hết kinh sảm.